Minoan của Chip Boy đầu cánh. Soi quân. Grapper cho Son IA. Grapper IA cho Son. Bên mình có thằng nào cầm cho Son hay Baby gì không nhỉ? Xem Min hit zoom á. Thế là không ai mà chơi phù à? Khó chịu. Bên đội bạn chắc chắn Yamato đánh cung A luôn. Kể cả đầu cánh cũng đánh. Một bài mà lô bọt bắt BB dâng lò của Hitty nên chém tưng bừng và thủ phù kẹt giữa nhà đội bạn. Chip Boy tự gánh chém thấu giờ. Bên này lô 1 Roman dâng lò lên 9 giờ và chém thôi. Bên mình nguyên thủ 16 nó cứ từ từ chờ đợi xem nếu như mà nhà mà kín thì đánh cung, còn nhà xấu thì cứ đánh chém đi cho nó khỏe hẳn, khỏe vống lên hẳn. Rồi chém cho nó chắc, chém thủ vùi cho chắc. Bên đồ bạn 4 chém cơ. Bên nó làm gì có Minoan mà tìm. No 1 bảo vào tìm nhà Minoan bên phía đội bạn. Thằng bảo bên đội bạn thì nghe thôi, mở thêm cái máy này ra lập cái map có Minoan vào mà tìm. Như bây giờ tìm thế nào rồi cả cái map này. Chip Boy thì chỉ cần lên đời thôi, ăn đến 1-2 bãi vàng. Cứ ráp châu phù ông đầu cánh xong là chuyển hai châu chém nên là được. Chờ ông trong cánh đẩy ra là thắng rồi. Sợ nhất là đồ bạn đi dâng lầu ôm bom nó mạo hiểm. Vậy là dâng bom nó ôm nó hơi sát vào tí thì mình phải chịu thôi. Khổng tử dậy rồi, sảnh thủ cô lắc mà. Thủ cũng sập và lắc cũng sập thì phải chịu. Bài cầm sen của cái thủ màu 6 có vẻ đánh được cung. Nhưng mà tốt nhất là đánh chém thủ hù. Bài rô của nô 1 có quả phụ sẽ đi dâng lờ. Bài game thủ màu 6 đánh chém tổ hù hốc mắc bênh rồi. Thoải mái. Game thủ nô 1 là một game thủ có những thao tác lùa hiêu câu voi cũng khá là tốt. Ngày xưa tôi lại nhớ lại cái thời điểm đầu mà khi tôi bắt đầu bước chân vào làng đế chế. Thì trong một buổi chiều mưa lạnh giá, tôi gặp nô 1 ở 164 Lê Thành Nghị. Hả? Mẹ thích cái hôm đấy nó không mưa thì là cái gì đấy, thì phải đọc nó đúng cái hoạt cảnh. No 1 No 1 đang ngồi ôm gái và đang đánh kèo 22. Cũng chả nhớ rõ nữa. Đợt hôm đấy No 1 sau khi đánh kèo xong, anh bắt đầu bước chân về. Và điểm đi đến của anh, đấy là cái biển nó sang sáng, nó lập lòe, nó có chữ sao mai hay gì đó. Bảo Chip Boy cơ. Bài lô 1 siêu đẹp đấy. Siêu đẹp luôn. Lô 1 có lẽ Angela Phương Trinh thì không biết, nhưng Ngọc Trinh thì chắc chắn là biết rõ lắm. Đẹp như bài của lô 1 vậy. Chiếc S nhân đôi luôn. Siêu siêu đẹp. Chip Boy có quả phụ. Một cái map mà tôi nghĩ rằng là bên mình rất bình thường thôi. Đánh và cố gắng cầm mạng về sau. Bên đội bạn có chém tuyển. Thực ra ngày xưa tôi biết đến đế chế là do ông Lúi với ông Vơ thôi, của Game TV. Về dưới sao đỏ đánh khai trương cái quán game rồi đấy. Thì mình nhắn tin lại thấy Núi dép lại. Tưởng ông này thích con trai thì lại nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà không sao cả, may quá. Lên thì tối hôm nay dắt nhau ra nhà nghỉ ngủ. Ba anh em ngủ đứng tâm sự về cuộc đời. Thấy Núi bảo dạ đấy khổ lắm. Núi là một game thủ khá toàn diện. Về việc đấy là chắc chày trong cái việc đấy là có con thì mới chịu cưới, chứ không phải nghĩa là cưới về xong mới có con. Khá chắc chày. Đợt tôi bắt đầu quen Núi thì đợt sau anh bắt đầu đẻ, vợ anh đẻ, bạn gái đẻ, và sau đó là anh bắt đầu lấy vợ. Thì 2 năm sau thì anh chuyển sang nghề bình luận viên, và đến bây giờ thì anh chuyển sang nghề báo ẩu, và cũng như làm nghề nghĩa là xin số.
sau này mà đế chế hết thời thì có lẽ Lúi Anh sẽ hợp với cái xô vữa kẹp cùng với Vlớp. Vlớp sẽ làm nghề thợ xây, BB sẽ đứng là cai thầu. B là cai thầu nghĩa là công trình xây. Thằng Chip Boy thì nấu chè mới bán nước chè cho công trình đấy. Mấy anh em cứ đi cùng thôi, xây khắp đất nước. Thôi đến giờ diễn rồi, đánh đi. Bên này thì gặp game thủ màu 2, vô thường người cầm pơ. Tìm bãi vàng giã luôn thôi. Đi dummy ra. Màu 2 như chọc sâu thẳng vào nhà của game thủ vô thường, game thủ lớp 1 rồi. Màu 2 đi dâng L là cái chắc. Chưa thấy bãi vàng kìa. Dò tốc độ để tìm bãi vàng đi. Kích bánh xe. Thịt gỗ là siêu khỏe. Dũng con đánh 2L của người cầm Warrack. Bên này bạn thấy báo về là đánh 4 xem. M3 bên này. Warrack ở bên này. Warrack nhân đời rất muộn. Xem nô 1 công ở nhà cầm pơ của vô thường như thế nào. Ôi có con giò đứng canh như này. Chạy chạy đám dân lên nô 1 ơi. Chuẩn bị. Bánh xe vào số 1, 2. Đồ rồi phóng 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 nhanh lên. Chết chết hết bây giờ. Phóng rồi phóng rồi phóng rồi. Chạy đi. Chạy. Chạy nhanh lên nó đuổi được. Nó chém cụt đầu bây giờ. Ôi nó vẩy e nó chứ. Trời ơi. Mở bơ bãi vàng chọc xuyên rồi. Nô 1 ơi. Bên kia chọc xuyên được. Lé dần và khét. Chip Boy đánh trần phù thôi. Đây là Hồng Anh. Vậy 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 vậy. Gắn đi gắn đi gắn đi. Ơi tốt. Mình xin nhá. Mình không hề cướp. Mình xin đoàn hoàng rồi. 2P sóc đèo chuyển bị. Gắn đi. Hưng nhổn hưng nhổn hưng nhổn. Nhổn hưng nhổn hưng. Ôi vậy được hết. Còn cái gì? Tôi đánh bằng 2 giò đấy được chưa? Vào đây mà mút mắt tôi đi. Xem người chơi phù bao giờ nó có một cái cảm giác riêng. Bên này màu 6 đang chơi tốt với màu 3 Gunny. Gunny sẽ chết thôi. Sếp còn, sếp còn sống nhăn răng à? Thôi em xem Chip Boy nhá. Cuối tháng như tăng lương được. Chip Boy sẽ phải đắp thêm một cái phù nữa. Đủ gỗ cho em này. Hưng nhọn, hưng nhọn. Nhọn, nhọn, nhọn. 1, 2, 3. Đồ bạn dâng lờ như thực sự là qua cái đám phù thủy, qua cái đội thợ kèn này là không thể nào qua được. Gần như là bất lực trước đội thợ kèn. Ngày mai đại loại nếu như báo chí của Hoàng Nhà Báo với Thái Bình sẽ viết một cái bài báo là cảm giác bất lực trước khả năng chơi kèn sóc song phun của Chip Boy. Thằng này tương lai có thể đưa đi thổi kèn đám cưới được. Dáng rất nghệ sĩ. Ở chuẩn bị xe đấu thứ 2. Rất nghệ thuật. Thực ra là để cái quân này bộ đoạn nó muốn đánh 4 chém thì hơi khó. Nhà bi thì không ai vào được.